Ủa cái này rồi đi đâu ăn gì trời? Đi đi ra chợ hả? Để ngõ 100.000 đi một vòng vậy. Lên chỗ sẽ sống. Đó chỗ kia chắc đi xong về nè. Đi cái chợ nổi này mà gặp thêm mưa nó hết bài luôn á, nó tạt chắc thôi rồi luôn á. Nè có thằng gió này nước lớn quá. Không đi cái phà này nó còn sập kiểu này mà đi mấy cái xuồng nhỏ mà nước lớn vậy nó đánh mệt lắm. Sao đạp sao bò nói chưa con coi trên TV không đi cho biết thứ hai hả cũng đây đi nhiều người thấy còn chín đi hoài rồi, đúng không? Chợ nằm giữa sông hả? Chứ nếu mà cái chợ nằm trên bờ người ta chia xe đâu qua mắc gì cái này đúng không? Mới có du lịch. Rồi, cái tàu kia ra khói rồi.
còn bên kia là cái gì ta, giống giống như cái cảng à. À. Vincom Plaza tàu cho nó bỏ rồi hư rồi đó.
sắp tới chợ chưa mà Chính? Tới rồi đó hả? Chứ bây giờ đi nãy giờ chưa thấy tới chợ luôn. Trong nhà vòm đúng không? Xây cái cầu cảnh giao thông đấy. Chợ quá vậy ghê tao luôn ha. Cây xăng kìa. Nguyên cái xà lan làm cây xăng luôn không? Cái xà lan á. Trời ơi. Ninh Kiều hả? Ghê không? Dù luôn. Công an
đó con này chắc là giao thông á, nó bay trên mặt nước luôn. Nhưng dí nó bắt cái gì nó mới dí nhanh. Sập sình luôn á. Sập sình luôn á. Mình mười mấy người đi cái đó đâu đủ đâu. Đâu em chồng đi mà. Ồ cái xà lan nó kéo cát nè. Cái tàu nó xíu kéo như này luôn á trời. Bên này mướn nguyên cái ghe luôn, đi có hai người, bốn người chứ. Tốn 100k người á.